Thưa quý vị và các bạn, trong đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cho phép áp dụng công nghệ xử lý nước thải tại nguồn Jokasu đã được thử nghiệm ở Hưng Yên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công nghệ tiên tiến đến từ Nhật Bản được áp dụng tại trường mầm non xã Đình Dù, huyện Văn Lâm từ năm 2018 đến nay. Nước thải sinh hoạt của 10 phòng học và khu nhà bếp sau khi xử lý rất trong, không có mùi, có thể sử dụng để tưới rau. Đây là kết quả của hệ thống xử lý nước thải Jokasu công suất 12 mét khối trên ngày đêm đang được áp dụng tại trường mầm non Đình Dù. Hệ thống này hoàn toàn tự động, nhà trường chỉ cần duy trì việc cấp điện cho hệ thống. Khi mà thu vào thì bể có 4 bể. Bể thứ nhất là thu gom cái phần nước thải của nhà vệ sinh cũng như là cái bếp ăn. Sau đó là được sàng lọc qua 3 bể và đến cái bể cuối cùng là cái bể trong nhất và được chảy ra bên ngoài thì nó rất là đảm bảo về môi trường, sạch sẽ. Dự án thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn theo công nghệ Jokasu được tỉnh Hưng Yên cho phép thực hiện từ năm 2018 tại trường mầm non Đình Dù và khu đô thị Eco Park với kinh phí trên 900.000 đô la Mỹ từ các nhà tài trợ và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Công nghệ được ứng dụng ở Nhật Bản từ hơn 60 năm nay, phù hợp với quy mô từ hộ gia đình cho đến những khu dân cư, chung cư, trường học, bệnh viện, công sở. Dùng vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí để phân hủy các chất gây ô nhiễm trong nước thải. Hệ thống lắp đặt dễ dàng với các mô-đun đặt ngầm dưới đất. Thể tích chỉ bằng 70% so với bể tự hoại cùng công suất. Hội nghị tổng kết việc thí điểm dự án cuối năm 2022 đánh giá 3 hệ thống Jokasu lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều đem lại hiệu quả tốt. Các chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý đều bảo đảm quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống được chuyển giao cho các đơn vị cá nhân quản lý và tiếp tục vận hành. Mỗi một lần vận hành phải bảo hành thì là số lượng tiền là bao nhiêu thì nhà trường cũng đã có ý kiến với Ủy ban nhân xã cũng bên như phòng môi trường là tới đây thì sẽ tiếp tục hỗ trợ để cho nhà trường được thừa hưởng cái công trình Jokasu của Nhật. Rất mong là nhiều công trình như này ở các khu dân cư để cho nó đảm bảo cái hệ thống nước tiêu, nước thải của khu dân cư chảy ra cho nó đảm bảo trong cái thời gian xây dựng chúng tôi nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Toàn tỉnh Hưng Yên mỗi ngày đang phát sinh gần 100.000 mét khối nước thải sinh hoạt, phần lớn chưa được thu gom và xử lý. Đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 25% lượng nước thải sinh hoạt được thu gom, 15% được xử lý.